Xin chào mọi người, thì đã lâu rồi Kim không có quay clip. Thì hôm nay á, Kim muốn review một cái sản phẩm vô cùng mới tại thị trường Việt Nam, và Kim cảm thấy sản phẩm này dưỡng bổ sung rất là tốt cho chị em phụ nữ, đặc biệt chị em phụ nữ từ 22 tuổi trở lên, da có dấu hiệu lão hóa. Thì cái chai tinh chất như thế này được sản xuất từ công ty LS Cosmetics, là đạt chuẩn GMP của quốc tế. Thì một cái lọ nhỏ như thế này thì mọi người tên khoa học là Pasimoni. Thì cái nhưng mà bên mình hay gọi là tinh chất HA đó. Thì cái thành phần chính của tinh chất HA này là hyaluronic acid đậm đặc, và thành phần collagen thủy phân và tinh chất từ rau má. Thì cái thành phần chính của ba thành phần chính của cái tinh chất này nó có công dụng như thế nào, thì cái thành phần HA là một cái thành phần mà được sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm rất nhiều tại Hàn Quốc, và đặc biệt là cái tinh chất này được sản xuất theo công nghệ mới mới nhất, cho nên là những cái thành phần siêu nhỏ, có nghĩa là những cái thành phần vi phân này nó siêu nhỏ, cho nên khi mà mình thoa lên da nó rất là nhẹ, và cảm giác là nó không bết rít và nó thẩm thấu ngay vào da, và nó không có đọng lại trên da, và nó đi sâu vào da, nó nuôi dưỡng. Thì những cái tinh chất này nó có tác dụng là ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa, đặc biệt là những vùng da bị nhăn chảy xệ, da bị thiếu sức sống, hay là da bị lão hóa, thì sử dụng cái tinh chất này rất là hợp luôn. Thứ hai nữa là cái thành phần rau má, chiết xuất từ rau má, nó giúp cho những cái làn da bị nhạy cảm, bị yếu thì sẽ làm mạnh lên những làn da như vậy. Và collagen thủy phân thì mọi người cũng biết rồi, thì collagen có tác dụng là làm trẻ hóa làn da của chị em phụ nữ chúng ta, và nó cung cấp những cái thành phần collagen siêu nhỏ, thì nó thẩm thấu tốt vào da, và những ai mà da mình nó bị thiếu collagen thì nó sẽ bị thiếu sức sống, cho nên là mình sử dụng cái collagen này rất là tốt luôn. Thì đây gọi đó tắt là tinh chất HA, và cái dạng chai xịt như thế này. Nhưng mà mọi người đừng có nghĩ chai này nhỏ nha, nhỏ nhưng mà rất là tốt luôn và dùng được khá lâu. Một chai như vậy 30 ml một lần, mình chỉ xịt mình dùng khoảng 3 đến 4 giọt thôi, thì theo Kim thì cái chai tinh chất này có thể sử dụng được khoảng 3 tháng. Thì dạng giọt như thế này, và chúng ta sử dụng thế này, chúng ta có thể xịt trực tiếp lên da. Khi mà mình xịt đó thì mình nhớ lấy cái tay mình đỡ lại nha mọi người. Đó, mình xịt trực tiếp lên da một giọt thôi. Bên này một giọt nữa. Đó, khi mà mình thoa cái tinh chất này vào, cảm giác nó không có mùi, nó không có mùi gì cả, nó chỉ nhẹ nhẹ thôi. Nói chung là cái thành phần tinh chất tự nhiên, cho nên nó sẽ không có cái mùi gì cả. Khi mà Kim thoa lên cảm giác đầu tiên là da mình cảm thấy nó hơi ẩm, hơi căng nhưng mà không có rít. Thứ hai nữa là mình sẽ vỗ nhẹ cho nó săn chắc và nó thẩm thấu vào da hơn. Khi mình thoa cái tinh chất này vào, vỗ nhẹ một tí là da mình sẽ lập tức khô ráo và không có cảm giác. Nó không phải là tinh dầu nha mọi người. Mọi người lưu ý, tinh chất nó khác với tinh dầu, nó không phải là nó không có thành phần dầu giống như những loại tinh dầu khác, cho nên khi lên da nó sẽ không có dấu hiệu là nó bị bóng nhờn rít gì cả, mà nó chỉ thẩm thấu vào da, và thích hợp nhất là chúng ta dùng vào buổi tối hoặc là chúng ta lót vào buổi sáng bảo vệ da trước khi sử dụng kem chống nắng và các chất khác. Khi mà mình ra đường á thì mình sẽ bảo vệ da như vậy, hoặc là mình dùng tốt nhất vào buổi tối. Đây, một chai tinh chất như thế này, và mình có thể sử dụng được 3 tháng đến 4 tháng. Rất thích hợp cho chị em nào da bị mỏng yếu, nhạy cảm, và chúng ta lo sợ về vấn đề lão hóa tàn nhang, và khi chúng ta thoa tinh chất vào á thì da mình sẽ có cảm giác như là nó hơi săn chắc lại. Nó săn chắc lại và nó có độ ẩm nhẹ lắm, nó không có giống như dầu. Và mọi người xem này nha, nó không có bóng một tí nào luôn, nó không có bóng. Là khi mình thoa lên như thế này và mình tiếp tục sử dụng các bước kem dưỡng khác thông thường vào buổi tối. Quy trình dưỡng da cơ bản của chúng ta, đầu tiên là mình phải rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Đó, sau khi Kim rửa mặt bằng sữa rửa mặt Ocean như thế này, một chai kem rửa mặt Ocean, thì mình sẽ sử dụng tiếp theo là toner, mình sẽ lau nước hoa hồng, và tiếp đó là mình sẽ sử dụng tinh chất. Sau đó mình mới sử dụng các thành phần khác giống như là essence hoặc là kem dưỡng, thì theo quy trình như vậy.
Thì tinh chất này với về thị trường Việt Nam chưa được bao lâu và theo Kim sử dụng thì rất là tốt và thích hợp với chị em da có dấu hiệu lão hóa hoặc là da bị yếu và xấu, nó bị xuống cấp trầm trọng, thì mình nên sử dụng tinh chất này để cứu vãn làn da của mình nha. Nếu mà muốn được tư vấn, mọi người liên hệ với Kim theo số điện thoại hotline là 0988 80 5070 hoặc inbox trực tiếp vào trang LS Cosmetic Kimity để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.